Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật Việt Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, mời quý sư cô ngồi nha. Xin được đại diện cho ban giám hiệu kính chúc quý sư cô có sức khỏe, tinh tấn nha, sống được vui vẻ và an lạc. Chúng ta đang ở lớp học sơ cấp gia giáo của Thiền viện Minh Đức. Và hôm nay là buổi học đầu tiên Kinh Bát Đại Nhân Giác. Đời nhà Hán ở Kinh Đô Lạc Dương. Lúc bấy giờ thì có một vị sư là thái tử của nước An Tức, hồi xưa bên Trung Quốc còn gọi là nước Ba Tư, mà bây giờ gọi là Iran và Iraq đó. Ngài đi tu xuất gia và Ngài chính là cái người biên soạn Kinh Bát Đại Nhân Giác này. Ngài rút ra từ Tam Tạng Kinh Điển của nhà Phật, và Ngài cho rằng người đệ tử Phật á, mà ngày và đêm lúc nào cũng chuyên tâm trì tụng cái bản kinh này thì từ từ sẽ được giải thoát. Vì những cái ý tứ trong bài kinh này nó rất là quan trọng trong cái đời tu. Thì từ năm 132 cho đến năm 167 thì Ngài chỉ có 35 tuổi à. Mà 35 tuổi mà là một vị thái tử nữa, lại có thể đi chu du từ nước An Tức qua Trung Quốc để truyền bá đạo Pháp, rồi sau đó viên thịt á. Thì nghĩ đến Ngài thì mình cũng cảm thấy thổ thẹn. Tại hiện tại bây giờ xét về bản thân của mình thì năm nay mình 45 tuổi, mình không làm được việc gì cho Phật Pháp và cho giáo hội, cho nên thân hết. Mà các Ngài sống chỉ có 35 năm trên cuộc đời, đã để lại một cái giá trị về văn học và đạo học rất là tuyệt vời. Cho nên là trước khi học cái bài kinh này thì thầy trò mình mặc niệm một chút xíu để tưởng nhớ đến cái ân đức của người mà đã biên soạn cái kinh này, mặc dù là sau công nguyên 132 năm, 135 năm, nhưng mà đến nay thì cũng hơn 1000 năm lịch sử mà kinh vẫn lưu truyền cho chúng ta học. Mời quý huynh đệ mình chắp tay lên cho mình 30 giây để chúng ta mặc niệm tưởng nhớ ân đức của cái người mà đã mang cho chúng ta điều giác ngộ. Cảm ơn quý sư cô ạ. Chúng ta luôn luôn biết ơn những bậc tiền bối, những người đã có thể mang tư tưởng Phật Pháp đến cho chúng ta. Thì nếu mà nhẩm tính trong lịch sử Phật giáo thì những cái bậc mà vua chúa đi tu cũng không có nhiều. Mặc dù ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật cũng đã từng nhấn mạnh, nói rằng là cái người giàu sang thì học đạo rất là khó. Tuy nhiên mình suy xét về lĩnh vực mà các vị vua đi tu đó, thái tử đi tu, thì cái câu nói của Đức Phật không phải là tuyệt đối. Vì chính Đức Phật là minh chứng cho việc này. Tại Đức Phật chính là vị thái tử đi tu. Mà vị thái tử đặc biệt là chỉ có một mình, là con một luôn á. Bây giờ mà mình rủ người ta đi tu á, cái xong người ta nói nhà con một thầy ơi, là phải nói giỏi tông đường.
Đó là phải sinh con đẻ cái, nối dõi cái sự nghiệp của cha mẹ và cái dòng tộc họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Bành, họ Tô. Chứ không thể đi tu rồi để cho dòng tộc mình nó đứt quãng cái việc nối truyền. Mà một vị vua thì nó có áp lực về vấn đề đó càng lớn gấp trăm lần. Mà Đức Phật của chúng ta đã bỏ cung vàng địa ngọc đi tu sau khi sinh được Ngài La Hầu La. Xem giống như là một sự kế thừa, coi như là đền cái phúc đức của vua Thịnh Phạn. Nhưng sau đó 7 tuổi thì Đức Phật cũng dìu dắt La Hầu La đi tu luôn. Như vậy là dòng tộc của vua Thịnh Phạn vương hầu chứ không có người nối nghiệp. Và sau đó thì Ngài A Nan rồi Ngài Tu Bạc Đà Gia hay là Ngài A Na Lục vân vân, luôn cả Ngài Tu Bồ Đề, rồi luôn cả cái Ngài mà thường gây cấn với Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa, cũng là Hoàng Tôn Quốc Thích lần lượt đi tu hết. Như vậy là chúng ta thấy là lịch sử của Đức Phật, ngay cái thời Phật, cái người mà tuyên dương chánh pháp để lại cho chúng ta, nói cái lời nói rằng là giàu sang học đạo rất khó, thì cũng đã minh chứng là điều đó cũng không có tuyệt đối. Thì đến Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 ở bên Ấn, và Ngài đi truyền qua Trung Quốc, trở thành một vị tổ đầu tiên của Trung Quốc về Thiền Tông. Ngài cũng chính là Tam Thái Tử đi tu. Và bây giờ chúng ta học Ngài An Thế Cao này, Ngài cũng là một vị Đông Cung Thái Tử đi tu. Những người mà đã là Đông Cung Thái Tử đi tu thì cái thiên chất rất là lớn, thường là chư thiên sinh lại hoặc là những bậc cao đức sinh lại. Nghe nói ở Thái Lan cũng có một vị quân tử đi tu và truyền đạo ở đó, ở Campuchia cũng vậy. Ở Việt Nam của chúng ta thì có vua Trần Nhân Tông đi tu và Ngài cũng để lại một sự nghiệp rất lớn ở trong phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đang nối nghiệp rất là tôn nghiêm và hoành tráng, để lại cho chúng ta một cái kho tàng tu học như thế này ở một cái đất nước gọi là đất nước Ba Tư hay là An Tức. Thì cái thời kỳ đó là Phật giáo là Hoàng Kim. Cách đây khoảng 6-7 năm thì chúng ta có nghe ngóng nói rằng là bên đó đạo Hồi giáo họ phá hai cái tượng Phật cao hơn 100 mét được khắc ở trong đá. Tức là cái thời điểm mà Phật giáo bên nước Ba Tư này, tức là Iran, Iraq này thịnh trị, thì người ta đã khắc tượng Phật vào trong núi, và một cái tượng Phật cao có thể nói là nhất thế giới ở trong đá, là một cái biểu tượng hòa bình cho đất nước và nhân loại chung. Và vừa rồi là bị thế giới lên án vì Hồi giáo họ đến đó họ cho nổ tung hết những cái kỷ vật thiêng liêng đó. Ở trong cái bài kinh này thì lời đầu tiên là Ngài đã nói là thế gian vô thường, quốc độ nghi thúy. Thì rõ ràng là cái câu nói này cũng giống như là một lời tiên tri. Ở sự đời không có gì là thường bền và chắc thật mãi. Cũng không ai ngờ rằng một cái đất nước Phật giáo nó thịnh trị như vậy, đến trong cái núi đá mà người ta có thể khắc được tượng Phật tuyệt vời, mà đến bây giờ thì không còn đạo Phật, để cho đạo Hồi họ xâm chiếm và họ đã đánh bạc hết tất cả những cái gì tốt đẹp. Trong những năm gần đây, ví dụ nước Iran, Iraq, tức là Ba Tư cũ hoặc là An Tức đó, cái thời mà của ông vua Gốc Ba Chớp thì khoảng năm 90, năm 88-90 thì Iran, Iraq bị chiến tranh giặc giã rất là lớn. Ở nơi đó cũng bị sự tàn phá vô cùng tận. Trên thế giới bây giờ thì nơi nào cũng có chiến tranh. Việt Nam của chúng ta đã trải qua cái thời kỳ chiến tranh, nhưng trước năm 75 trở về sau thì hầu như ngày nào cũng nghe tiếng đạn bơm nổ. Suốt 1.000 năm ở trong lịch sử mình đô hộ của người Trung Quốc, và 100 năm mình bị giặc Pháp đến đây giày vò, và 30 năm của lịch sử ở bên giặc Mỹ, thì bên Nhật, bên Hàn, rồi phát xít gì họ cũng đến Việt Nam để đánh thuê, đánh mướn. Và người Việt Nam trong cái thời điểm đó cũng phải chạy cơm, chạy gạo, chạy máu và chạy con người để giành lại độc lập. Và như vậy thì có đôi khi mình đang ngồi học ở đây á, thì bên kia là người ta chết rồi, là bởi vì bơm nó thả nơi đó. Và đôi lúc mình đang ở đây thì cũng có thể bơm thả chúng ta chết, không còn ai. Ở sau lưng của chúng ta là tổ đình chùa Tây Phương, thì hiện tại bây giờ có 8 cái mộ của 8 chú tiểu.
là trong lúc đang ở trong ngôi chùa thì bị một trái bom thả chết 8 chú tiểu. Và thời kỳ đó những người tu hành là bị giặc giết chết hoặc là bị bom nổ là chuyện rất là bình thường. Cái đây gọi là thế gian vô thường ở trong quốc độ Nghi Thúy. Tức là nó nói đến vấn đề là cái mỗi lúc người ta chiến tranh giặc giả thì cái cõi nước đó không được ổn định về thân mạng, để cho con người có thể là sống rất khổ sở trong cái cõi nước đó, gọi là thế gian vô thường, quốc độ Nghi Thúy. Bây giờ thì chúng ta không thấy cái sự chiến tranh nó xảy ra trong đất nước Việt Nam. Trong cái thời kỳ này là thời kỳ hòa bình và đất nước đang thịnh trị, có nghĩa là đường xá từ từ được khang trang, nhà cửa được mọc lên đều, xe cộ rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta vẫn ở trong cái sự nguy hiểm. Nghi Thúy là nguy hiểm là bởi vì chúng ta đang bị cái thế lực thù địch, họ đánh chúng ta bằng kinh tế và đánh chúng ta bằng thức ăn. Hầu như là chúng ta đang bị ô nhiễm về môi trường. Ở nơi nào chúng ta cũng đang bị ô nhiễm về không khí. Về không khí bây giờ là hầu như chúng ta đã bị hít nhiều những chất độc mà từ những cái công ty xí nghiệp nó thải ra, thì cái không khí đó nó không có trong lành, làm cho chúng ta hít vào bên trong cơ thể của chúng ta thì nó hư nội tạng. Và những cái con nước mà chúng ta đang dùng mà gọi là nước khoáng, nước sạch thì cũng hút từ những con sông, mà tất cả những con sông bây giờ đều bị nhiễm độc hết. Những cái con sông bây giờ đều có những cái chất thuốc từ trong ruộng đồng thải ra sông, và thậm chí có những cái cầu, cái cống xuất phát từ những bệnh viện, từ những cái công trình lớn, nó đều xả hết ra sông. Và sông đó chảy bàn bạc ra khắp xóm, làng, phố, phường, con người đang đắm chìm trong những dòng sông đó. Có những cái làng quê người ta cất nhà trên những bờ sông và người ta tắm giặt dưới bờ sông, đồng nghĩa người ta ăn tiêu xài đại tiện tiểu tiện dưới bờ sông, ta đổ luôn chất thải rác rến xuống bờ sông. Và sông giống như là một người mẹ hiền ôm hết tất cả những cấu bẩn của xã hội, rồi sau đó bốc hơi lên cho con người ngửi lại. Trên mạng xã hội bây giờ chúng ta thấy từ những cái trái bưởi cho đến trái đu đủ, qua những trái mãng cầu và tất cả những cái rau quả hầu như 90% nông dân họ kích thích thuốc để cho trái được to, được lớn để bán có lợi. Nhưng mà chúng ta không còn tìm ra được một cái trái gì mà có thể an tâm chúng ta ăn mà không có vị thuốc. Bây giờ nó xảy ra những cái vấn đề nước mía siêu sạch, rồi gạo siêu sạch, đường siêu sạch, rồi là bánh trái siêu sạch, rồi trái cây rau quả siêu sạch, rau siêu sạch. Không biết mai mốt rồi con người có siêu sạch không? Thì không hiểu tại sao là siêu sạch, mà cái siêu sạch đó là dơ nhất trong cái sạch siêu. Tại vì nghe nói cái nước mía mà quay mà siêu sạch á, thì mở ra là lằn dòi không trong đó, tại vì nó không có mở ra, nó rửa được mỗi ngày. Thì trong đó nó nhốt cái trong đó. Như cái thớt của mình mà mình sắc đồ ăn á, thì lại là cái nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư dạ dày. Tại vì là cái thớt đó, nếu mình trong chùa mình sắc rau quả thì không biết là cái cực độ về ô nhiễm nó như thế nào, nhưng ngoài đời thì họ có sắc thịt đó, cá đó, thì lâu ngày trên cái mặt bằng thớt đó, nó sinh ra một cái loại vi khuẩn. Và vi khuẩn đó khi mà mình sắc thức ăn tiếp theo, nó sẽ theo cái đường hô hấp và đường dạ dày đó, nó theo đường ăn nè, đường này đường gì, đường hô hấp hả, đó, nó vào bên trong, và lâu ngày nó sẽ thành ra một cái loại bệnh, và cái loại bệnh đó cũng là bệnh ung thư. Hầu như là cái máy tính mà chúng ta bấm mỗi ngày á, thì trên cái bàn phím đó lại là dơ giấy nhất luôn. Vì hằng ngày cái mồ hôi của chúng ta đó, nó trở thành một cái dạng mà là chất độc á, nó dính vào trong cái bàn máy tính mà chúng ta không biết. Nhất là cái bàn máy tính công cộng ở nơi cái chỗ chơi game rồi đó, người ta đến đó là hàng trăm con người đi qua á, thì ngay đó là virus rất là nhiều. Hay là những cái ghế đá mà công viên, hay là những cái chỗ máy bay, bến xe, nơi cái chỗ mà bớt xe bớt á, thì nơi đó cũng có hàng triệu những vi khuẩn đang tồn tại và lúc nào cũng rình rập con người. Thì bây giờ là quốc độ cũng đang nguy thúy, chứ không phải cần có một sự giấy lên chiến tranh giặc giả, có súng bắn đùng đùng thì mới mang tính chất hiểm họa xảy ra đến con người, nguy thúy. Mà hầu như là cái sự nguy hiểm này nó sẽ đến với tất cả với chúng ta trong thời gian kế tiếp.
Ví dụ đất nước Singapore thì là một cái đất nước rất là phồn thịnh, văn hóa ở trong đó nó có một cái văn hóa đó là sạch sẽ. Thì đúng nghĩa của cái sạch sẽ luôn là con người không bao giờ mà có một cái hành động phun nước miếng ở nơi công cộng. Ở nơi đó người ta không có phun nước miếng, người ta có thể là nuốt vào bên trong luôn để người ta bảo vệ cái môi trường sạch. Ở trong kinh Phật á, luật của nhà Phật thì tỳ kheo không được phun nước miếng ở trong rau cỏ, ở trong bông hoa. Thì mình đã thấy là Đức Phật cũng đã chuẩn bị trước về vấn đề môi trường. Tỳ kheo không có được trảm thảo, không có được mà chặt cây chặt cối, mà tỳ kheo phải cần sống ở trong những gốc cây hang đá. Thì như vậy là Đức Phật cũng đã ưu tiên về cái nền giáo dục và trong đó môi trường giáo rồi. Tại vì bây giờ chặt cây rừng nhiều, phá rừng nhiều thì bão lũ nó càng nhiều. Ở đất nước Singapore gọi là đất nước sư tử thì con nước nó trong xanh vô cùng tận. Ở Việt Nam mình cái sông Hương, sông ở Huế đó, nó có đi ngang qua thành phố Huế, nhưng mà chúng ta thấy cái con nước ở sông Hương nó sạch, nó đẹp. Mình nghĩ thành phố Huế người ta đã chuẩn bị về cái vấn đề môi trường. Người ta đã cấm người dân không có được phép quăng bịch ni lông, quăng chai, quăng đồ dơ xuống sông. Vì người ta muốn kêu gọi ở trên đất nước Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, nơi đó là cái chỗ phần du lịch tâm linh. Nhưng ở đây là người ta là đang kêu gọi để cái phần để thu nhập về kinh tế, về cái phần du lịch là nhiều. Chứ còn ngoài cái con sông Hương này ra và sâu xa thì vẫn thấy người ta xả những cái chất độc vào trong sông. Như vậy thì cũng không phải là cái sự giác ngộ. Nhưng mà ở Sài Gòn thì vừa rồi thầy có đi ngang qua một số con sông ở Sài Gòn từ cái đường mà hầm Thủ Thiêm, thì thật sự là bốc hơi thúi khi mình đi ngang qua và thúi khủng khiếp. Ở dưới con kênh thấy có vài chiếc xà lan họ đang đi đến móc môi lòng kênh, nhưng mà nó bốc hơi lên khủng khiếp thúi, và cái nước nó đục khủng khiếp, nó ngầu như là một cái nước nhớt trong chiếc xe tải xảy ra. Thì rõ ràng là do cái thành phố Hồ Chí Minh họ đều đưa hết những cái ống cống xả hay rác vô trong những con kênh này. Như vậy thì con người tự lấy dao để vô cổ mình cắt mình chết. Chết về một cái chết mà chúng ta không hiểu vì sao chết, vì đó là ô nhiễm môi trường, là không khí và thức ăn, thức uống. Như vậy là trong cõi nước mình đang ở là không phải hòa bình thật sự, mà là đang ở trong sự nguy hiểm của mọi mặt hết. Hồi xưa người ta cầm cái súng hoặc là người ta muốn đến đánh cái làng thì cũng có cái bước đi, nó cũng giấy động lên và mình biết được tối hôm nay thì sẽ có đột kích. Nếu như mình tranh thủ mình lẩn trốn trong hầm, trong hang, trong rừng thì có khi mình thoát được nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ cái sự nguy hiểm nó không phải là bằng tiếng súng, nó không đi qua sự chiến tranh, mà nó đi qua bằng đường ăn uống và cái không khí, thì chúng ta không thể nào tránh được. Ví dụ như không khí chúng ta đang ngồi đây, có một luồng khí độc từ ở cái bãi rác ở sau cái tóc tiên này nó bay đến, thì thầy trò chúng ta đều hưởng hết, chứ không thể nào mà chúng ta nín thở. Và cái thức ăn chiều hôm nay là trong cái bắp cải, trong cái đó rau muống, trong cái rau cải người ta kích thuốc trong đó, thì hầu như chúng ta không thể cưỡng lại được. Là trong tất cả cái loại bánh, nhất là nước ngọt đó, Coca-Cola, Pepsi là nguyên nhân sinh ra ung thư rất là nhiều. Đó là thế gian là vô thường, quốc độ mê thí, tứ đài là khổ không rồi. Tứ đài khổ không là ở nơi đất nước gió lửa bên ngoài và đất nước gió lửa bên trong của mình lại là một cái sự sinh diệt vô cùng vô tận. Ví dụ Ngài An Thế Cao thì chúng ta không thấy cái hình dung Ngài như thế nào, nhưng chúng ta thấy trong lịch sử Ngài sinh 132 sau Công Nguyên và tịch 167 thì hưởng dương có 35 tuổi thôi. Như vậy chúng ta thấy là từ ngàn xưa con người cũng có người sống thọ cả 100 tuổi hoặc là 800 tuổi như Tiên Bành Tổ, như là Tiên A Tư Đà thì sống 500 tuổi, như Ngài A Nan và Ca Diếp sống trường thọ 120 tuổi. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều những người sống rất là trẻ tuổi, 35 tuổi, như Nhan Hồi thì chỉ có 32 tuổi, đệ tử ruột của Khổng Tử. Thì cái việc mà sinh tử này nó rất là ngắn ngủi ở trong cái tứ đại này. Khi mà chúng ta tu hành thì chúng ta phải thường quán xét. Thứ nhất là đất nước chúng ta đang ở, cõi quốc chúng ta đang ở, nay thì bị động đất, mai thì bị núi lửa, mốt thì bị lũ quét,
nó không có tồn tại lâu dài. Đó là ý của kinh mà chúng ta cần phải suy tư và nghiền ngẫm nhiều trong đời sống của mình. Ví dụ như mình đang ở cái Vũng Tàu này, thì vừa rồi có cái cơn bão đi ngang qua, nhưng mà thật sự là đi ngang qua với chúng ta rất là bình thường. Trong cái xóm của mình hầu như không ai bị tóc đốc nhà, bị gãy cây gãy cội gì hết. Ở thành phố Vũng Tàu có mấy cái cây xanh nó ngã mà đã ghê gớm lắm rồi. Nhưng thật ra ở miền Trung thì có những khi cơn bão, cơn lũ đi ngang qua nó trôi hết nhà cửa luôn. Và nó ngập lên tới đỉnh đầu của ngôi nhà là chuyện rất bình thường. Ngay Suối Đổ có một sư bà bị chết trong cái mùa lũ này. Nó cuốn luôn sư bà chết. Có những cái vùng mà người ta phải đói từ mùa này đến mùa sau, bởi vì là lũ nó đi ngang qua rồi nó mất hết tất cả hoa màu. Cái đây gọi là quốc độ nguy thúy mà chúng ta cần phải suy tư. Hầu như là chỗ đó mà nó đói khổ thì chỗ mình cũng ảnh hưởng. Tại vì giặc giá nó sẽ leo thang lên, gạo thóc sẽ tăng lên, tiền bạc sẽ bị mất giá đi khi con người nó xáo trộn hết. Cho nên đó là hàng tu sĩ của chúng ta đó thì được may mắn là được tắm gội ở những cái lời Phật dạy em, nói trước những cái điều mà có thể xảy ra. Nên ngày xưa là tổ đã nói, Phật đã nói như vậy, thì bây giờ mình học lại. Tu sĩ chúng ta không được mê mờ mà cứ lăn xả vào cuộc đời giống như con thiêu thân, cứ mong đợi mình có vật chất, mong đợi mình có tiền bạc, mong đợi cái này cái nọ để mà cho mình có sức khỏe, hay là mình thường cầu ở nơi Đức Phật Quan Âm gia hộ cho mình được có sức khỏe, rồi mình cầu ở nơi Phật Quan Âm gia hộ cho mình có được phúc lợi tiền tài, thì cái đó là chúng ta đã đi sai lạc lối trong đường đạo. Mà nếu như mà chúng ta cần gặp Đức Phật thì chúng ta gặp ở trong sự quán xét. Ở đây gọi là quán xét tứ đại khổ không, rồi thì ngũ ấm vô ngã, tức là sắc thọ tưởng hình thức nó ở trong cơ thể của mình là một cái tổ hợp chất về nguồn tâm. Ở trong sắc á, là thân này rồi đó. Thọ là sự cảm nhận của mỗi ngày, vui buồn, thành công và thất bại. Rồi tưởng á, là cái sự tưởng tượng nó nằm ở trong tâm này. Và đa phần chúng ta sống trong sự tưởng tượng là nhiều. Hầu như là người ta khen mình hay không mình cũng không biết, mà mình tưởng là mình mặc cái này đẹp nè, mình xây cái này là đẹp nè, mình ăn cái này là người ta thích nè, mua cái này là người ta thích nè. Thì đa phần là mình ở trong cái sự tưởng tượng của mình là nhiều. Còn cái người mà nghĩ về mình thì đôi khi không có đúng. Cũng như ở dưới đó đó, thầy mà đi mua dép cho mấy chú đó, thì thầy nghĩ là mấy chú thích nè, nhưng mà khi thầy đem về thì mấy chú không thích. Mấy chú không thích. Mà cái tưởng của thầy là do thầy nghĩ, nó là tài sản, sự mông lung của thầy, chứ còn mấy chú không thích cái màu đó, không thích cái loại đó. Đến lúc mà thầy kêu rồi các con tự lựa, thì các chú lựa, tất cả những cái loại các chú lựa không giống cái suy nghĩ của mình. Rồi đến vấn đề về văn hóa, thì ví dụ mình về âm thanh, về âm thanh tức là nhạc nè, rồi phim nè, rồi những cái gì đó đó, thì mình nghĩ các chú sẽ thích coi cái này, nhưng mà thật ra là không giống nhau. Không có phải đâu. Cái tưởng tượng của mình nó cũng sẽ đi qua trong thời gian. Như lúc cái thời còn nhỏ mình thích cái loài hoa đó, rồi đến lúc mình lớn lên không có thích hoa nữa. Sẽ thay đổi hết. Có những khi mình sống chung với một người nào đó đó, thì mình nghĩ là người đó như mình sẽ sống mãi đến bạc đầu, cũng là bị ý tưởng nó gạt đó. Thật ra mất cái người đó mình nghĩ mình sẽ chết, không thể sống nổi, cũng cái tưởng nó gạt mình luôn. Đó là 2-3 năm sau, tại vì mình quên đến nỗi mà mình không nhớ ngày giỗ của người ta nữa đó. Mình không nhớ cái kỷ niệm gì của người ta, bởi vì mình đã có cái người thương khác, nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó phủ đầy luôn, nó lấp trống luôn à. Nên có những khi người đời họ bị lầm ở trong cái tưởng đó, họ cái khổ mãi gì đó. Cái tưởng của người ta nghĩ là đeo cái dây nhẫn này nó sẽ đẹp, mà cái tưởng của người khác là không phải. Cho nên con người bị cái tưởng nó dày vò dữ lắm. Thì cái người xuất gia của chúng ta biết luôn cái tưởng này không phải là của mình. Sắc, thọ, tưởng không phải là của mình. Chi hành, tức là cái hành nó nằm ở trong cái tưởng, vì thời gian nó biến dị, thời gian nó thay đổi, nó không thật. Có nhiều người là quá chuộng về cái sắc đẹp, là lúc nào cũng nâng mũi, nâng cầm, rồi nâng miệng, sửa răng, sửa mắt, sửa má. Nhưng mà thật ra là đến lúc mà 45-50 rồi á, cái má nó xệ xuống, bơm vô, nó xệ xuống, nó bơm vô, bơm riết rồi nó nổ tung luôn.
Thì lúc bây giờ người đó không chấp nhận nổi thì cũng sống trong cái hành. Cái hành và cái tưởng này thì vì nó thay đổi. Để nó đổi hành là sự di dời. Để hành là sự di dời nè. Nó sẽ đi qua, mà đi qua thì không có quay trở lại được. Có thể quay trở lại nhưng mà ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua. Nên là sắc thọ tưởng hình thức, cái thấy biết của mình cũng không bền luôn á. Tại vì cái thấy biết của năm tháng nó được thay da đổi thịt. Cái thấy biết của 10 năm trước với 10 năm sau nó không giống nhau không? Cái hồi mới đi tu có người muốn vào trong rừng sâu ở, cũng là cái thấy biết của thời kỳ đó. Nhưng ở trong rừng sâu một thời gian cảm thấy vô nghĩa, nhảy tọt ra ngoài thế gian ở, vì cho rằng là ở trong rừng á không vô nghĩa. Thì dù mình có sống 100 năm mà ở trong rừng cũng uổng. Rồi mình cho rằng ra ngoài thế gian này để hoằng pháp là chắc. Nhưng mà thật ra ra ngoài thế gian này cũng không có chắc. Tại vì có người nói ở thế gian này bị ô nhiễm, bị quá nhiều những cái triền phược thế gian nó đắp đổi vô trong người mình si mê. Thì cái người trong rừng mới là cái người mà thanh tu. Vậy rồi cuối cùng rồi chạy vòng vòng không biết cái nào là đúng. Thật ra là khi nào mà tâm mình ổn định thì là đúng. Còn ở nơi nào cũng sai. Ở nơi nào mà còn hơn thua tranh chấp, còn phiền não thì nơi đó cũng sai. Cho nên ở rừng hay ở biển đều sai hết, mà cũng đều đúng hết. Là do cái suy nghĩ và cái tưởng của mình nó có ổn định không, và cái thức tức là cái nhận biết của tâm linh mình á, có ổn định hay không. Có đôi khi á, lúc mình còn trẻ mình nghĩ đi tu là hay, đó là cái tưởng nó dẫn mình đi, rồi nó dẫn mình vô trong cái đường tu. Tu một thời gian mình nghĩ trời ơi, đi tu khổ quá, thôi ra đời hát đây cho nó khỏe sướng, ở đây về đâu thức khuya về sớm học đủ thứ mắng nhiếc không ai thương. Cái ra ngoài đời bị xã hội nó đè bẹp xuống khổ sở vô cùng, phải làm tăng ca mới có được sự sống. Mà nhiều lúc á, làm đến cuối tháng á, cũng không còn đồng nào nữa. Nhất là bên nữ biết sao, với bên nam bây giờ đi làm là phải nhậu, không nhậu là không có việc. Rồi nhậu tới nhậu lui cuối cùng lãnh lương là bà quán lấy hết. Cũng có đồng nào mà cuối cùng khổ sở, vợ con cũng chăng ra gì, lại nghĩ ủa ở trong chùa sướng hơn. Đấy là cái tưởng, cái hành đó, nó dẫn cái người đó đi, mà không có thời kỳ nào là đúng cả. Không có cái thời kỳ nào là đúng cả, hầu như là do mình tưởng không à. Thì sắc thọ tưởng hành thức, sanh diệt biến dị thay đổi. Mà ở trong đây á, có một cái điều mà quý sư cô chú ý. Trước đây mình đều nói là tâm là Phật, tức tâm là tức Phật, phải không? Mà ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác cái đoạn này thì ngài An Thế Cao trích từ ở lời Phật dạy: tâm thị ác nguyên, tức là tâm là nguồn cội ác, không? Tâm là nguồn cội ác, hình vi tội tẩu, tức là thân này là một cái chỗ tích tụ nhiều điều tội lỗi nhất, gọi là hình vi tội tẩu. Thì bây giờ mình thấy là thật sự ra cái ác lớn nhất là chính là cái ác tâm, mà cũng là cái điều mà chúng ta tu thành Phật, thành tiên cũng là từ nơi tâm. Ở đây nói luận về cái ác thì tâm là cội ác. Cái ác lớn nhất là cái con người luôn hận thù. Cho nên quý huynh đệ mình đi tu á, mà cái mặt lúc nào cũng tươi mát á là tu đúng, mà cái mặt lúc nào cũng hầm hầm á là tu sai. Tại vì hầm hầm á là tức cái không gì hết á, hầm hầm á là ghen, hầm hầm á là trả thù. Mà gọi là quân thử trả thù á thì 10 năm chưa muộn á, là cái này là mấy cái vị bên ngoài á, đạo của Trung Quốc á, thì là cái này là đó mới là nhẫn tâm. Tại vì á cái sự ác này nó nằm ở trong lòng người, mà lòng người thì không có đo, không có thấy. Cho nên nhiều lúc á đã gọi là trả thù á, 10 năm chưa muộn, thì ở bên cạnh kết nghĩa chị em cũng có. Thấy không? Cho nên lịch sử cho chúng ta thấy có nhiều cái bà vợ lẽ bà thân cận với bà vợ chính là chị em là cung phụng, là mến thương, là chia sẻ đắng cay mặn nồng, nhưng mà đợi cái thời cơ rồi mới hạ thủ. Đó. Cho nên là phá cho người ta xảy thai hoài. Ví dụ như là hôm nay chị mang thai, em có làm được một cái loại thuốc này dưỡng thai để tặng cho chị.
Bây giờ mà mình nói là dưỡng thai tặng cho chị thì nó thô lắm luôn á. Nếu mà sảy thai người ta sẽ bắt mình, cho nên mình sẽ nghĩ một cái cách nó cao hơn, là bây giờ mình tặng cho chị một cái cành hoa để cho chị thoáng mát trong cái phòng, nhìn thấy cảnh đẹp mỗi sáng thức dậy, tâm hồn mình tươi mát đó, thì thai nhi nó sẽ phát triển một cách tốt đẹp nhất. Rồi mình để một cái loại thuốc nó có tầm ảnh hưởng, khi ngửi vào thì thai nhi nó bị sảy, mà không sảy liền ngày hôm nay mà 3 tháng sau mới sảy. Thì có một cái loại thuốc đó người ta vớt vô trong cái lá, trong cái hoa đó. Và mỗi ngày á, cái loại thuốc đó, đó bình thường này thì nó không có phát huy, nhưng mà khi mà uống trà thì cái hơi của trà nó bốc lên á, thì nó mới hợp lại cái loại thuốc này thành ra một loại độc tố. Thế này không ai ngờ rằng là có một sự hợp tác kỳ diệu như vậy. Thế là mỗi sáng thức dậy thì sẽ có một người hầu cần, hoặc là một chị, một em gì đó bưng trà ấm vô cho cô trưởng, phu nhân uống. Thì khi mà hơi trà bốc lên thì lập tức cái lá bên kia nó bốc ra một cái loại hoa, phối hợp lại ngửi vào, thì 3 tháng sau thai nhi tự nhiên là bị rụng xuống. Ví dụ vậy. Thì cái đây gọi là ác tâm. Ví dụ mình phục quốc hay là mình phục thù, ở trong cái sự phục thù phục quốc này nè, là xuất phát từ cái nguồn tâm suy nghĩ rất là chu đáo mà về lĩnh vực ác độc. Thì người tu của mình cần phải biết tâm này cũng là tâm ác, nếu như chúng ta không có chánh kiến về những cái vấn đề mà dành nước, rồi dành đất, rồi dành đai, rồi dành cái gì đó, cũng đều xuất phát từ tâm. Dành chùa, dành chiền, dành danh, dành vọng cũng xuất phát từ tâm. Và con người có thể giết luôn cả cha mẹ, giết luôn cả anh em, và thậm chí giết luôn cả thầy tổ cũng đều là tâm. Ở bên Trung Quốc lịch sử cho chúng ta thấy có nhiều nhà sư thời kỳ trước bị giết một cách rất là khủng khiếp. Ngài Hư Dân trong thời kỳ hiện đại ở thế kỷ 19-20 này, Ngài cũng là một bậc trưởng lão cao tăng của nền giáo dục Phật giáo. Ngài đã từng là cái người đầu tiên xung phong trong cái việc là tam bộ nhất bái. Ngài đã đi lạy ở Ngũ Hành Sơn, nơi mà cho rằng là Quan Thù Bồ Tát, Quan Âm và Thế Chí Địa Tạng ở đó, ở Nga Mi rồi đó. Và cứ ba bước Ngài lại một lạy để cầu phước cho mẫu thân. Bởi vì cái lúc Ngài đi tu thì Ngài là không có tiếp xúc mẹ, mẹ gửi thư cũng xé đốt luôn, không đọc và không tiếp xúc mẹ. Đến lúc mẹ viên tịch rồi thì Ngài cảm thấy cái gì, cái sự tu hành của mình mà mình quên đi một cái mảng rất là lớn, đó là mình chưa được làm cái gì cho mẹ. Cho nên Ngài bắt đầu đi lại là Ngũ Hành Sơn để lấy công đức đó cầu cho mẹ được siêu thoát. Và Ngài đã gặp được sự báo mộng của Bồ Tát Văn Thù. Ngài sống cũng 120 tuổi. Trong cái thời kỳ đó Phật giáo cũng đang bị sự khống chế của chính quyền hiện tại, và Ngài cũng bị đánh đập vô cùng và bị đánh chết ở trong ngục. Ở trong cái nền Phật giáo từ xưa đến giờ, chúng ta cũng từng thấy những người thầy họ cũng ghim gúc và đánh đập nhau, hãm hại nhau không thương tiếc. Tổ Huệ Năng cũng bị người ta hà khắc cả một đời, chết 300 năm sau vẫn có người đến cứu cổ. Và tổ biết trước nên tổ kêu lấy cây sắt để vô trong, nên nó cứa đụng cái sắt á, không có đứt đầu. Thì cái người đi tu á cũng ác tâm, là bởi vì là đi tu mà không giác ngộ. Như vậy mới chia ra rất là nhiều thể loại đi xuất gia. Trong đó cái thể loại mà hảo tâm xuất gia là cái thể loại được ưu tiên nhất, là cái thể loại mà yêu Phật Pháp, giác ngộ, có tiền thân hậu kiếp đi tu, thì mới thuộc về cái người đỉnh trong Phật giáo và có khả năng truyền thừa Phật giáo dũng cảm mạnh mẽ nhất. Còn thành phần mà chán thế, bán thế đi tu thì rất là nguy hiểm. Tại vì là đôi khi cái dòng đời nó quá nặng nề, nghiệp chướng nó nặng nề, mang luôn vào trong đạo. Và ví dụ như cái ông mà Huệ Minh á, ổng từng đuổi ngựa theo Lục Tổ Huệ Năng á, để ổng giành y bát, ổng chính là một vị tướng sĩ đi tu. Và ổng là người tướng sĩ đi tu, cho nên ổng rất là kích động, ham quyền lợi và giành giật, và đố kỵ những người có tài đức hơn mình. Như vậy thì cái thước đo không thể đo được lòng người.
Bởi vì người ta có nói rằng là dò xong thì người ta dò được, nhưng mà không có ai trên cuộc đời này dò được lòng người. Nhưng mà về qua cái hình ảnh người ta ganh tị với nhau, chúng ta biết được người này vẫn còn nghiệp chướng rất nặng nề. Như vậy là cái cách mà đến với cõi Phật không phải là chúng ta niệm nhiều tiếng Phật, mà chúng ta hóa giải những cái nghiệp của chúng ta. Làm sao cho tâm lý của chúng ta đó đi trong cuộc đời này rất là nhẹ nhàng, đừng có phiền giận nhiều, thì lúc đó hoa sen nó tự nở. Xin nhắc kỹ lại là cái vị Phật A Di Đà mà chúng ta tôn vinh, chúng ta niệm mỗi ngày, thì ngày xưa Phật không có niệm. Phật A Di Đà không có niệm Phật. Phật A Di Đà hồi xưa chỉ biết nhẫn chịu thôi. Ngài đó nhẫn chịu mọi sự gian nan khó khăn đến với mình một cách vô tư, không hề than trách. Ngài làm tất cả những công việc nặng nhọc để cho mọi người được bình yên, thoải mái. Ngài có thể chết tại chỗ đó, Ngài cũng không oán trách. Và như vậy là Ngài thành được Phật A Di Đà. Còn chúng ta niệm tên Ngài nhưng mà chúng ta lánh nặng tìm nhẹ đó, thì chúng ta đã hiểu sai về cái phương pháp tu. Thì vậy ở trong đây mà chúng ta có được bao nhiêu người này, mà người nào cũng dành cái phần nặng để làm, nhường cái phần mà hạnh phúc cho người khác, nhường cái ngon cho người ta ăn rồi lấy cái dở về mình ăn. Ví dụ cơm sống thì để chị ăn cho, còn cái này mềm nè, cô ăn đi. Ví dụ cái áo này là cái loại vải tốt nè, cô mặc đi. Cái này vải xồ để cô nhận cho. 10 kg gạo hả? Cái đây nó có 5 kg, thôi để cô lấy cái 5 kg, còn em lấy 10 kg đi. Thì người này thật sự là đang đến với Đức Phật, đang đến với Đức Phật A Di Đà, một cái con đường rộng mênh mông và thênh thang. Còn nói là không, cái bịch 10 kg cho tôi, cái món chè ngon này để tôi lấy, còn chè kia nó hình như nó cứng quá thì cô ăn cái chè đó đi. Thì người này dù có niệm bao nhiêu lần tiếng Phật, điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Thiệt không? Bây giờ cô nhớ kỹ điều đó, chứ không phải là ngồi lặt cái hạt chuối Á Di Đà Phật, Á Di Đà Phật là tu hơn đâu nhá. Nhiều khi Á Di Đà Phật, Á Di Đà Phật quỷ cái, Á Di Đà Phật, Á Di Đà Phật quỷ sứ, Á Di Đà Phật, Á Di Tổ cha mày, mà suốt ngày trong đầu óc chứa đựng những thứ hơn thua không, thì ông Phật ông buồn lắm, ông buồn vô cùng tận, là bởi vì là đã hiểu sai về cái tâm nguyện của Phật, đã gọi nhất tâm bất loạn rồi mà mình lại không hiểu. Cho nên là tâm thì ác nguyên, thì hình vi tội tẩu, cái thân này á lại là cái chỗ mà chứa đựng mọi tội lỗi. Còn cái tâm nó là cái thằng lính, hoặc là cái thằng mà sai sử như là một con vua, là người chủ xúi dục cho cái thân này vào trong đường tội lỗi, từ sự cướp bóc hay từ giết người hay là cái gì á, là cũng cung phụng cho cái thân này. Thật sự là cái thân với cái tâm này mà nó si mê rồi là nó sinh ra một cái nguồn cội gây ra bao nhiêu tội lỗi. Nhiều người mà quý cái thân này quá thì chắc chắn là sẽ là người gây ra nhiều tội lỗi. Nhiều lúc mình đi trên đường á, mình sẽ thấy cái người mà họ quý cái thân này quá thì họ sẽ là cái người gây ra tội lỗi. Họ quý nó ăn mặc đẹp chừng nào á, thì cái người sinh ra tội lỗi nhiều chừng đó. Ví dụ như nhiều khi mình ăn, mình mặc một cái loại vải đó đó, bình thường nó có 500.000 mét, nhưng mà mình thiêu thùi lên trên đó rồi mình nâng cao cái giá trị của cái người mặc đó, cái nó lên 5 triệu mét, làm cho cái thị trường nó bị nâng giá lên. Người ta nói cái đôi dép đó đó, nếu mà đi vào trong một người dân bình thường thì nó 500.000, nhưng mà đưa vào cho anh Đàm Vĩnh Hưng thì nó thành ra 50 triệu. Tại vì là anh Đàm Vĩnh Hưng mang cho nên cái giá trị nó sẽ tăng lên, nó tăng lên rất là nhiều. Cái ly rượu đó đối với người dân bình thường là uống là 2.000, nhưng đưa vào một người nghệ sĩ lớn, một người có tầm cỡ, pha cái gì đó vô nó thành 2.000 đô. Đó ha. Thì bây giờ là ăn uống cái gì thì cũng chắc mót, nhưng mà đến lúc mà ra phần đường thì lấm đường, đến cái phần mà tế nhị thì là hơn thua tranh chấp. Nói thật sự đó, nhiều lúc á, cha mẹ phải đi nâng váy cho một đứa con làm người mẫu, con gái đi làm người mẫu, mẹ đi theo nâng váy cho con, rồi cha đi bưng nước cho con uống, rồi cha đưa con đi diễn, rồi cuối cùng con có tiền. Cho nên mẹ phải đi đặt hàng cho con, đặt thức ăn cho con. Nếu mà con nó không thích, mẹ phải đặt cái khác liền, dù là 12 giờ đêm. Con nó đóng kịch, nó diễn tập tới 1 giờ khuya, mẹ cũng ngồi chờ trực ở bên ngoài.
Rồi đến lúc mà con nó đòi ăn nửa đêm nửa hôm, không quán nào mở hết, mẹ phải nấu cho con ăn. Rồi đến lúc mà con nó nấu xong nó ngủ mất, rồi mẹ tiếc của, mẹ ăn luôn cho nên mẹ bệnh. Cho nên cái thân này nó cũng là cái mà chỗ mà tích tụ nhiều tội lỗi. Ví dụ như mình ăn một loại con cá đó, nhưng thì đúng là nó vừa sức của mình là 20 ngàn, nhưng cái người giàu có họ ăn một con cá tới mấy triệu. Một con cá đó đưa vô một cái cách hấp, một cái cách chưng như thế nào đó thì thành ra mấy triệu. Một con cá mình nó vừa tắt thở cũng không có ăn, phải ăn một con cá là nó còn bơi. Ví dụ như người ta ăn cái ốc khỉ là một cái loại ăn mà được cho rằng là cái loại ăn tội lỗi lớn nhất. Bây giờ ví dụ con hồi xưa nói ra mắc cười, nguồn cội của cái thân này là tội lỗi là đúng luôn. Tại vì hồi xưa thời đồ đá rồi đó, ăn cá sống, ăn thịt sống rồi không biết làm sao, rừng nó cháy đến rồi là mình ăn thịt thúi rồi không sao. Bây giờ cũng có những trường hợp người ta để một cái rổ cá trong một cái thao nước, cá đang bơi rồi họ gấp rồi họ nhúng rồi họ ăn. Cái con cá đó đang sống vậy rồi họ lấy cái rau dốc cá họ cuộn lại, cái họ chấm nước tương cái họ ăn. Thì nhìn như vậy là cái thân này là cái chỗ tích tụ ra về cái ăn là ăn rất là tội lỗi. Bây giờ con khỉ như vậy rồi, cái nó đang sống như thế này rồi cột nó lại, rồi lấy cái dao dẹt cái đầu nó ra, giống như dẹt một cái trái dừa khô hay dừa tươi đó. Thì thay vì mình để cái ống này vô mình hút nước trong trái dừa thì người ta bỏ tiêu, bỏ hành, bỏ ớt vô, rồi người ta sắn cái ốc của con khỉ người ta ăn, giống như người ta ăn đậu hũ non. Rồi đến cái ăn như vậy thì đã tìm cái gì đã nữa để ăn hơn cái ốc khỉ đó, để mà nhằm đáp ứng cho cái thân này. Mà trong khi mà từ nhỏ đến lớn là ăn không biết bao nhiêu loài vô cái bao tử này rồi, cho nên cái bao tử này cũng là một cái nơi chôn nhung lấp chúng sinh vạn loài, là một cái địa ngục nhỏ đó. Mà nhiều lúc ấy, nói chứ đi vô nhà vệ sinh đó, đừng có mang hạt chuỗi vô nha. Vì mà vô nhà vệ sinh mang hạt chuỗi vô mang tội. Vô trong vệ sinh đừng có niệm Phật nha, vậy là không kính, không cung kính Phật. Nhưng mà cái bụng của mình là một nhà vệ sinh mà, phải không? Cái bệnh của mình chứa gì trong đó? Chứa một lò vàng vàng. Vậy mà để cái sao chuỗi trên cái bụng thì dám để, mà vô nhà vệ sinh thì không dám đem vô. Đó, cho nên cái thức của con người là không có chính xác đâu. Vì vậy cho nên bên Đài Loan á, ở Phật Quang Sơn của Ngài Hòa Thượng Tinh Vân á, trong nhà vệ sinh Ngài dán nhiều tượng Phật trong đó. Vô, mấy thầy bên Việt Nam qua đi vệ sinh mất hồn chạy ra đâu có dám đi. Để vô nhà vệ sinh tự nhiên thấy hình Phật Thích Ca, hình Quan Âm quá sức dán ở xung quanh, không dám ngồi, mang tội mà, không dám duỗi chân ra. Nhưng mà người ta nói á, nếu mình đi vệ sinh mà mình cũng nghĩ đến Phật á, thì lúc đó nó mới tốt. Chứ thường thường ở trên chánh điện nghĩ đến Phật mà vô nhà vệ sinh nghĩ đến gì khác thì mới kỳ. Không à, cho nên là người ta tu đến cái chỗ đó đó, người ta dán Phật ở trong cái nhà vệ sinh, để khi mình vô nhà vệ sinh mình cởi đồ ra mình tắm á, thì mình không có nghĩ những cái tàm phô tục tử đó. Cho nên là mà người ta quan sát thấy trong cái nhà vệ sinh đó nó sạch hơn cái bụng của mình, tại vì cái bụng của mình là nghiêm chắc rồi, trong đó nó pha loãng có nước rồi, rồi có xà bông rồi nữa. Cho nên quan điểm mình tu á, thì mình phải suy nghĩ cái Phật giáo Đại Thừa là một cái Phật giáo phát triển về nguồn tâm linh. Cho nên mình phải học để tự mình phấn đấu lên. Và người ta cho rằng hơn nhau là ở chỗ cái đầu, là chỗ này nè. Thì các huynh đệ, cái hình vi này là tội, là tức là nơi chất chứa nhiều nghiệp chướng tội lỗi, gọi là hình vi tội tẩu. Thì chúng ta đi tu là chúng ta may mắn, đúng không? Chúng ta đi tu là chúng ta may mắn. Thì quý huynh đệ mình bây giờ là được nhập Phật sắp xếp cho mình cũng ăn uống nó cũng tế nhị. Những cái phần ăn uống của mình bây giờ là đa phần là rau, củ, hoa, quả. Thì như vậy là mình thoát được về cái phần ăn uống trái chiều của thế gian. Đó, ví dụ người ta ăn, ví dụ có một số Phật giáo người ta cho rằng cái loài nào mà không có máu á, thì được ăn. Vì tôm, mực không có máu người ta ăn. Nhưng mà bây giờ nghiên cứu thấy con vật gì nó cũng có tình thương hết á. Thật sự là có rất nhiều lần sư đạo ngồi coi mấy cái clip mà mấy con chó đó, lúc nào cũng rớt nước mắt hết á. Chó nó khôn quá sức đi. Chó mình cứu chủ
có mà nó đi bán cái số chó mình, nó đi xin ăn, nó đi chợ, nó làm đủ thứ việc trên đời này. Có con chó kia chưa coi đó, là nó đi lấy cái thau, nó đến một cái rominer nước á, nó mở nước ra là nó chui vô cái thau đó, nó nằm, nó tự tắm luôn à. Rồi có con chó đó là nó đi với ông chủ, ông chủ đi chợ cái nó dành, nó xách đồ về. Có con chó đó, ông đó nghèo quá, ông nuôi nó đó, rồi ông định đi bán nó, lấy tiền bán với số, nó ngồi nó khóc. Ông thấy thương quá, ông đi vay tiền, ông bán với số, dẫn nó theo. Dẫn nó theo, bữa đó nó lụm được một tờ giấy tiền 500 ngàn, nó na về cho ổng. Và sau đó cái ổng phát hiện ra nó có khả năng là nó giữ tiền cho ổng. Rồi ổng đưa với số cho nó đi bán luôn. Nó cứ nó ngậm với số, nó đưa cho người ta thấy kỳ kỳ, ngộ ngộ đó. Người ta mua, hồi xưa bán có 100 tờ một ngày mà đến tối mới xong. Từ ngày có con chó nó phụ đó, hơi kỳ đặc á, người ta bu lại, người ta mua một ngày bán được 300-400 tờ đó. Chó mà khôn lắm, cứ ngậm với số, rồi người ta lấy xong đưa tiền cho nó ngậm rồi trả cho chủ. Rồi chiều về thầy trò sống với nhau. Có những con vịt đó, con vịt nó cũng theo ông chủ, đi chợ cũng đi theo, mà lên lầu cũng đi theo, mà xuống nhà cũng theo một mình ông chủ đó thôi, một con vịt. Có một con vịt đó nó cho cá ăn nữa. Có một con thiên nga đó là mỗi lần ấy là đưa cho nó một rổ cá như này, nó ngậm cá, nó nhả ra cho nó ngậm mồi nhả ra cho cá ăn. Cá bu tới ăn, rồi ngậm hết một cái thao mồi luôn, nó thả xuống cho cá ăn. Nhìn nó tự mình xúc động. Hay là những cái con vật mà nó biết binh giật nhau, ví dụ như cái con gấu ấy, nó thấy một con chim té như nước á, ướt nhẹp không có bay lên được. Nó lấy một chiếc lá nó ngậm xuống rồi nó câu cho con chim đó nó vớt lên. Hay là một con chó nó thấy nguyên một cái đám cá bị rớt xuống đất á, cái nó đẩy nước tới cho con cá được sống. Mà là những cái con vật mà nó tự cứu với nhau rất là hay. Hầu như là có cái suy nghĩ về tình yêu và tình yêu thương đồng loại hết. Từ con ông á, gần đây mấy chú tiểu dưới đó bị ông cắn phù mặt hết chứ. Mắc cười lắm, là vậy mấy chú tiểu nó tức mấy con ông cắn nó. Nó vô nó đánh mấy con ông nó đâu có nhìn đâu. Nó đánh lại sưng mặt sưng mũi hết à. Mắc cười lắm. Hình như mình tu theo đạo Phật về cái ăn, về cái suy nghĩ ấy, mình cảm thấy cuộc đời mình nó rất là có ý nghĩa. Ví dụ như bây giờ ở cái môi trường mà nếu chùa chiền của mình mà gia tăng được trồng rau đi ha. Trồng rau sạch để mà mình giảm cái vất quốc độ nghi thúy. Tại vì quốc độ nghi thúy nó tính bây giờ không phải là giặc giả chiến tranh, mà quốc độ nghi thúy bây giờ là tính đến thức ăn và môi trường. Cho nên là huynh đệ mình hãy cố gắng dành một miếng đất để trồng rau. Mình trồng rau mình bỏ phân chuồng á, đi hút cước bò về bỏ vô. Thì mình ăn á, nó thiệt. Sư đạo hồi nhỏ đi hút cước bò hoài à, cước bò nó sạch lắm, không có dơ đâu. Rồi mình trồng mấy cái rau đó mình ăn thì mình tránh một phần về cái phần nguy hiểm về bệnh tật. Nhưng mà Đức Phật có nói như thị và quán sát thì tiệm ly sinh tử. Cái sinh tử ở đây tức là cái quan niệm về đau khổ, phiền não gọi là sinh tử. Chứ không phải là sinh tử có nghĩa là mình quán sát cái này rồi thì mình sẽ không có chết, mình sống mãi đâu. Cái sinh tử này là nói về cái triết lý sinh tử. Cái là mình sống, mình thấy khổ là sinh. Còn mà mình buồn tuổi là tử, khổ và buồn tuổi là sinh tử. Hay là mình an lạc là sinh, mà mình đau khổ là tử. Đó, thoát khỏi sinh tử tức là mình thoát khỏi cái gọi là ràng buộc phiền não ở thế gian. Thì là mình được an tâm, mình có thể sống thành lạc ở nơi cái cõi đời giả tạo này. Và nơi cái thân ngụ ấm này đó thì mình phát sáng, tức là thành Phật đạo. Chứ không phải là cái nghĩa là nói tôi niệm cái bài kinh này mỗi ngày để nhất giác ngộ. Thế gian vô thường, quốc độ nghi thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nghiệp vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tổ, như thị phán sát, tiệm ly sinh tử. Cái mình không còn sinh tử nữa, mình sống ngoại 400 năm đâu, không phải. Cái tiệm ly sinh tử này là chúng ta có thể tự đại ở trong một cuộc đời này với những cái cấp bậc vui buồn lẫn lộn của thế gian mà mình rất tự tại. Ví dụ như đệ tử của Sư Cô Ngọc kìa. Nếu mà con ngộ về cái lý này, con ngày nào con cũng niệm hết, thì con biết tâm của người vô thường nè,
thân thể con người là biến gì nè, thay đổi nè, tình yêu, cuộc sống cái gì cũng có thể thay đổi nè, vật chất cái gì cũng thay đổi nè, môi trường xung quanh của chúng ta cái gì cũng sinh tử hết á, thì chúng ta nên là quan sát cho thật kỹ cái tự nhiên mình bình thường trong cuộc sống, không có giận hờn, không hơn thua, không chấp gì hết, mà tăng trưởng được cái tình thương bao la với người thân nè, những người nào có duyên với mình là mình cố gắng mình bảo bọc, mình yêu thương. Người nào mà không có duyên với mình thì mình cũng niệm tình tha thứ. Trong trái tim của mình luôn luôn không có hạt giống cái gì là giận hờn, tranh đấu hơn thua gì hết. Là cái đây là mình đã thoát được cái tử. À, mình sống rất vui gọi là sinh đó. Thì ngày nào cũng niệm như vậy. Giờ quý sư cô á, biết ơn Phật thì đã thọ tỳ kheo rồi đó, không có học kinh gì nữa, thôi thì tối cứ chép cái bài kinh này đi, chép cho đến lúc mình thuộc rồi xong mình tự chiêm nghiệm lấy, nó gần giống như mình tụng kinh Bát Nhã vậy đó. Tụng kinh Bát Nhã thì quán cái gì đó cho được qua khổ ách, thì cũng quán sắc tức thì không, không tức thì sắc, quán thọ tưởng hình thức cũng giống như vậy. Thì quán là tất cả cái gì không già, không bệnh, không chết, không có tứ đế, không có ngũ uẩn, không có thân này, không có một cái gì tồn tại. Cứ quán như vậy thì có thể là thoát được sinh tử, chứng đắc nước bàn. Ở đây gọi là tiệm ly sinh tử. Chữ tiệm có nghĩa là từ từ, chứ không có phải là có liền, mà là nó thấm. Nó thấm giống như đi trong xương lâu ngày, nó thấm dần. Và cái cốt cách, cái phong đạo, cái thần thái của chúng ta nó trỗi, nó nổi, trỗi bật, là bởi vì cái sắc diện dung nghi của chúng ta nó từ từ nó điềm, điềm đạm trước sóng gió. Thôi ví dụ bây giờ huynh đệ mình có một chiếc xe Phật tử cúng, thôi mình cũng hoan hỷ bình thường. Cái mai mốt nữa Phật tử khó khăn, Phật tử xin lại, cái thôi kệ mình cũng cho đi. Đó là mình tìm ly sinh tử, hầu như không thấy buồn cái gì, nó đến nó đi tự nhiên. Có một cái câu hát trong một cái bài hát mà sư đạo mới học á, không có thuộc, nhưng mà sư đạo thích một cái câu nói trong đó lắm, tức là được mất xuôi theo tự nhiên. Mà sư đạo thường nghĩ trong lòng mình là nếu mà trong cuộc đời này mà mình thực hành được cái tư tưởng này thì chắc là mình hạnh phúc lắm, rất là tự tại. Vì cái sự được á, là lúc nào mình cũng vui, nhưng cái mất á, là mình buồn. Cha mất, mẹ mất mình cũng buồn, anh chị mất mình cũng buồn, tài sản mất mình cũng buồn. Mắc cười cái điều mà mình nghèo mình cũng khổ, mà khi mình có vật chất mình cũng khổ đó quý vị. Là một có thật á, chứ không phải là không đâu. Cái khổ của mất vật chất á, nó vui lắm. Cái khổ mà mình có vật chất mình khổ nó vui lắm. Ví dụ như sư cô ở đây này nha, sư cô đang ở trong thiền viện nha. Cái hôm nào á, sư cô được người thân cho sư cô 200 triệu, tự nhiên sư cô rối không biết làm gì nữa. Bỏ ông túi thì nó to quá à, rồi người ta thấy người ta mượn, rồi người ta xin, rồi lỡ mình sơ ý mình đi tụng kinh nhà nó lụm mất, đang tụng kinh nghỉ chết cha rồi quên đóng cửa. Không biết 200 giờ còn không, nó loạn cái tâm, chạy về lấy 200 triệu bỏ vô ông túi đi lên. Xong lên tụng xong, đang tụng kinh có ai gọi điện thoại, đi ra nghe điện thoại, có công chuyện lật đặt xuống bếp bỏ túi trên chân điện quên, đang nấu cơm sực nhớ chết cha trời, cái túi bỏ trên chân điện á trời, không biết có ai nhặt cái túi giùm cô không. Lật đặt chạy lên trên điện hớt ha chạy vô, rồi thần quỷ đất ơi, cái túi vẫn còn y nguyên. Lật đặt mơ cái túi ra, nhìn vẫn còn 200 triệu, hú hồn vẫn còn. Trời ơi khổ ghê. Mexico nói thôi trời ơi, bà có 200 triệu mà hôm nay giống như gà bắt đẻ, chạy thôi chạy lui khổ vậy. Trời ơi, ai đồ làm như bà, giờ người ta đâu có giữ tiền trong túi đâu mà khổ. Cô đem đi ngân hàng cô gửi đi nha, cô vô ngân hàng cô gửi rồi mà nhiều lúc cô còn có lời đó, một tháng nó lời được vài chục vài trăm gì đó. Tao biết đâu. Xong dẫn đi ngân hàng, 1 giờ trưa xin sư phụ gửi đi ngân hàng, đi chiếc xe rồi quên đổ xăng, đi nửa đường tắt hết xăng. Trời ơi đẩy muốn chết luôn, tới cái xăng đổ được á. Trời ơi 200 triệu mà bọc túi được có 50 ngàn, đổ 50 ngàn tiền xăng lên tới đó làm quá sức luôn, mấy tiếng đồng hồ lấy cái chỗ tiết kiệm về, chỉ tìm về được có 2 tháng nghe tin đồn ngân hàng phá sản. Rồi ngân hàng tự nhiên cái bà đó mới lấy hết 800 tỷ 400 tỷ và đi. Bây giờ
nhà nước cho là phá sản rồi, ai gửi 5 tỷ thì cho lại được 50 triệu, ai gửi 200 triệu cho được có 5 triệu mà. Trời đất ơi, đang nửa đêm đọc được một cái tin ở trên mạng xã hội mô Phật, giống như đang ngồi trong đống lửa chạy ra chạy vô gõ cửa và sư cô chết em rồi, chết em rồi. Em kỳ này là em chết luôn, trời ơi, tiền đó là để dành em cất thất đó, để dành em mua đất. Mắc cười, đang ngồi đây mà có miếng đất ở bên Tóc Tiên, rồi cũng rào mấy cái cây, cũng chưa có tiền làm hàng rào, rào mấy cái cây đó, rồi mấy cái bà đi quơ củi bơ gỡ hết mấy cái cây, thử ra lâu lâu chạy qua bển coi miếng đất mô Phật bò vô nó ăn hết trơn, còn dặm hết mấy cây xài, cái điều nó chặt hết trơn, mà củi đồ cũng lấy hết trơn, ngồi thiệt một rầu rỉ, đâu có tiền đâu cắt thất đâu, không lẽ qua bển rồi cắt cái chòi ở, thôi bây giờ liều mạng đi. Người ta tu, người ta ở gốc cây làm sao, cũng gom được mười mấy triệu mượn bạn bè qua cắt được cái chòi, mua được hai cái nồi những cái son. Trời đất ơi, đi cúng trai tăng ở nhà nó lấy hết cái nồi những cái son, rồi nó lấy luôn cái máy nghe băng giảng luôn. Trời ơi, ta nói có của cũng khổ vì của là vậy á. Cho nên có nhiều người người ta đi ra riêng một thời gian á, xong ta nói thôi vô thiền viện ở cho chắc. Trời ơi, của thiền viện, gạo của thiền viện, kho của thiền viện, nhà của thiền viện, nước của thiền viện, mình chỉ ở thôi à. Tối lên tụng kinh, sáng về tụng kinh, không giữ gì hết á. Đi cũng tây tăng, đi đến mai về cũng được. Ra xuống Châu Đốc á, xong sẵn rồi mấy sư cô dẫn em vô núi Sam, núi Sập đi, cho em coi núi Bà Chúa Xứ làm sao. À, ai cũng đi đi, tôi đi thoải mái lắm. Nhưng mà nếu mà ở cái cốc nó thôi, em không đi được đâu, em về. Biết sao? Em về, cốc không ai coi, mất lựu đạn. Cho nên có thân cũng sẽ khổ về thân. Rồi đấy là có của cũng sẽ khổ vừa của. Cái mình để mình quán chiếu làm sao? Đừng để cái thân này làm mình khổ. Cũng đừng để cái thân này đó, nó làm cho mình đó, gom những cái tội lỗi về thân. Và còn cái tâm này đó, làm sao thiền định cho nó nhẹ nhàng, cho nó mát mẻ, vui vẻ, để cuộc đời tu của mình á, như người ta nói, đi trên lửa, hoa sen trong biển lửa, và đi trên nước giống như hoa sen mọc trên nước, như là chúng ta giải thoát đó. Cảm ơn và kính chúc sức khỏe nha. Dạ, hết giờ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.